khí phách người nữ giao liên kiên trung, anh hùng Mai Thị Sáu. Các bạn thân mến, có một cô gái tuổi chưa tròn 20 nhưng có đến 10 lần bị bắt vào tù, bị tra tấn, đánh đập, tra khảo bằng đủ các ngón đòn độc ác của kẻ thù. Không hiểu ý chí sắt đá, nguồn lực nào, sức mạnh nào chảy trong cơ thể giúp bà vực dậy, sống sót sau mỗi lần chịu nhục hình của địch. Chết đi sống lại bao nhiêu lần, nhưng lúc nào bà cũng chỉ có một câu trả lời: không biết, không phải Việt Cộng. Và người nữ anh hùng trong câu chuyện ngày hôm nay mà Chân Dung Lịch Sử muốn chia sẻ với bạn, đó là nữ anh hùng Mai Thị Sáu. Tuổi thanh xuân gan dạ. Anh hùng Mai Thị Sáu sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng đất Hòa Long, nay thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Nhà không có lấy mảnh đất cắm ruồi, cuộc sống chỉ trông chờ vào những chuyến giăng câu, thả lưới của người cha kham khổ. Cái nghèo, cái đói lúc đó vẫn chưa phải đáng sợ so với cảnh Mỹ, Ngụy giày xéo xóm làng, đốt phá, giết người, cướp bóc mà đứa trẻ mới lên 10 phải chứng kiến. 14 tuổi, bà Mai Thị Sáu đã xung phong, xin các chú, các bác cho đi canh gác, làm giao liên giúp cán bộ cách mạng. Trong suy nghĩ của bà, Sáu lúc đó chỉ mong sao góp công giúp các chú bộ đội, các anh du kích đánh đuổi Mỹ, Ngụy ra khỏi mảnh đất quê hương mình. Vậy là cuộc đời làm cách mạng đến với người con gái nhỏ bé khi tuổi tròn 14. Cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Cái tuổi mà đáng lý vẫn nằm trong vòng tay che chở của cha, của mẹ. Bà Sáu nhớ lại: có bữa tôi đang ở trên cồn cát thì có người báo Mỹ vô làng. Nghe vậy, tôi đứng nhìn hoài nhưng không thấy, đành đi xuống dưới xóm xem sao. Vừa xuống tới, tự dưng bắt gặp mấy thằng Mỹ. Lúc đó không biết làm sao nữa nên tôi vừa đi vừa la làng: bà Hai ơi, bà Hai, bò ăn hết lúa rồi, chạy mau đánh bò. Tôi la to lên để báo động cho anh em du kích chạy trốn. Nhờ vậy mà không ai làm sao hết. 14 tuổi, bà Sáu bị địch bắt. Chúng đánh bà gãy tay và nhốt tù chung với anh em cán bộ cách mạng. Nhà thơ Tố Hữu đã dành những câu thơ hay ca ngợi nữ anh hùng Trần Thị Lý: em là ai, cô gái hay nàng tiên? Em có tuổi hay không có tuổi? Mái tóc em hay là mây là suối? Ánh mắt em nhìn hay chất lửa đêm sông? Thịt da em hay là sắt là đồng? Những câu thơ này cũng thật xứng đáng để dành tặng cho nữ giao liên Mai Thị Sáu. Bởi không dễ dàng sống sót khi kẻ thù dùng xà phòng, nước ớt đổ vào miệng, bắt rắn bỏ vào quần, trích điện, đánh đập ngày cũng như đêm, rồi cột chặt tay chân, thân thể để mặc muỗi đốt thâu đêm suốt sáng. Có khi chúng cột lạt tre rát mỏng lên xà nhà, bắt bà đứng lên ghế, nắm chặt vào lạt tre, rồi chúng đạp đổ ghế đi. Đôi bàn tay bà tứa máu đau đớn vì vết cắt của lạt tre mỏng. Tàn bạo hơn nữa, chúng còn dùng đầu thuốc lá đang cháy dở dí liên tục, hết điếu này đến điếu khác vào hai đầu ngực của người con gái mới bước vào độ tuổi thanh xuân. Chết đi sống lại bao nhiêu lần, nhưng lúc nào bà cũng chỉ có một câu trả lời: không biết, không phải Việt Cộng. Bà thà hy sinh bản thân chứ không làm lộ đường dây hoạt động cách mạng. Những đồng đội, đồng chí, những người đồng hương trong tù đều khóc thương khi chứng kiến thân thể người con gái bị hành hạ dã man dưới bàn tay tàn bạo của kẻ thù. Sau lần ở tù này, bà được trả tự do, nhưng trở về quê nhà lại chứng kiến bao cảnh tang thương mất mát. Bà quyết tâm thoát đi theo kháng chiến khi vừa tròn 16. Bà Mai Thị Sáu gia nhập đội tiền phương khu 3 Hòa Vang và không quản ngại hiểm nguy gian khó, vừa tải đạn khiêng thương binh, vừa làm giao liên cho kháng chiến. Mảnh đất Điện Bàn, Hòa Vang năm xưa là nơi giặc càn quét, đạn bom ác liệt nhưng vẫn không thể nào ngăn được bước chân của người thiếu nữ nhỏ bé ấy. Bà kể: lúc đó tôi tính trẻ con nhưng rất lanh lẹ, nhanh nhẹn và tháo vát. Biết việc là xông vô làm liền chứ không chờ nhờ vả. Cũng vì rứa mà tổ chức chọn tôi làm giao liên cho tỉnh Quảng Đà. Đối mặt kẻ thù không hề sợ hãi. Xuôi theo dòng hoài niệm của bà Sáu, có nhiều kỷ niệm mà cả đời không bao giờ bà quên được. Đó là những lần mặt đối mặt với kẻ thù để dành mạng sống cho đồng đội, cho những cán bộ kháng chiến.
Năm 1969, bà Sáu nhận nhiệm vụ dẫn một đoàn cán bộ 20 người ở vùng 5 Hòa Hải xuống vùng 7, Cồn Bồi Quy. Con đường đi lại ở vùng đồng bằng quanh co, không có dân cư sinh sống, hiểm nguy khó lường trước. Trong khi đó, địch thường xuyên đi càn, bắn giết tại chỗ, nếu phát hiện đối tượng tình nghi. Để giữ an toàn cho đoàn khách, nữ giao liên 6 đi trước đoàn gần 5 mét. Thế nhưng bất ngờ, bà gặp một toán lính Mỹ đang đi tuần. Bà Sáu hồi tưởng, lúc đó tôi nghĩ bụng, nếu chạy thì Mỹ bắn mình chết liền. Loạt đạn đầu không trúng thì loạt sau cũng sẽ chết. Mà một tên bắn trượt thì cả đội nó cũng sẽ bắn tiếp, kiểu gì cũng chết. Rồi cả đoàn khách sẽ gặp nguy hiểm. Không kịp nghĩ nhiều, tôi đứng im tại chỗ, hơi xoay người một chút thì thằng Mỹ phát hiện, bắn một loạt đạn nhưng không trúng, nên tôi chạy thẳng tới chỗ bọn nó. Nếu chạy lui cũng chết, thà chạy tới cho nó bắt còn hơn. Loạt đạn bắn trượt đó là dấu hiệu báo động khẩn cấp, giúp cho đoàn cán bộ kịp thời ẩn nấp và rút chạy an toàn. Địch bắt được bà, đánh đập dã man rồi lại đưa vào tù. Kỷ niệm đau thương khiến bà Sáu nghẹn ngào khi nhắc đến chính là khoảnh khắc hy sinh của người đồng đội nữ cùng trạm giao liên, tên là Chín. Năm 1970, Mỹ ngụy điên cuồng bắt bớ, giết chóc, tra tấn thẳng tay, bắn chết những ai nghi là Việt Cộng, là du kích. Một lần bà Sáu chống ghe cùng với bốn nữ giao liên đi chuyển thư xuôi theo sông Thu Bồn. Ngang qua đồn địch thì bị bắn xối xả. Đồng chí Chín ngồi trước mũi ghe ngã gục ngay tại chỗ. Trước tình hình nguy cấp, cô giao liên Sáu hô xuống ghe và những người còn lại nhảy xuống nước, kéo ghe vào bờ. Ngay tức khắc, bà Sáu vào khu nhà dân tìm những thanh niên biết nói tiếng Mỹ dẫn đến đồn Mỹ đấu tranh, đòi chúng phải cứu chữa cho đồng đội. Bà nhớ lại, tôi vừa khóc vừa la làng lên rằng mẹ tôi chết, cha tôi đi bước nữa bỏ chị em tôi mồ côi, đói khát phải đi bắt cá để ăn. Ai ngờ Mỹ bắn em tôi, giờ phải cứu chữa chứ cha tôi bỏ chị em tôi chứ không còn ai lo. Cứ thế, bà Sáu la làng la xóm trước đồn Mỹ, nhất quyết đấu tranh đòi chúng cứu chữa cho đồng chí Chín. Trước sự kiên trì của người con gái nhỏ bé Mai Thị Sáu, bọn Mỹ đành phải gọi máy bay trực thăng đến đưa hai người ra sân bay nước mặn Đà Nẵng để cấp cứu. Nhất cử nhất động của kẻ thù, bà Sáu đều quan sát rất kỹ, sợ rằng bọn Mỹ sẽ giết đồng chí Chín, nên bà cứ giữ điệp khúc của những đứa trẻ mồ côi mẹ, hòng đánh tan nghi ngờ của địch và nhóm lên chút thương xót của bác sĩ, mong giành lại mạng sống cho người nữ giao liên kia. Thế nhưng, chỉ 2 giờ sau khi cấp cứu, đồng chí Chín chút hơi thở cuối cùng, và bà Sáu khi ấy tiếp tục kêu gào la hét, yêu cầu được đưa xác đồng đội về với gia đình. Kẻ thù không ngờ rằng bà Sáu đang khóc thương cho đồng đội chứ không phải là người thân ruột thịt. Bà Sáu kể, tôi gào khóc, lăn ra vật vã như là em tôi thật để tụi nó không nghi ngờ mà trả xác về quê chôn cất. Nhờ lanh trí, bà Sáu đã xin được giấy xác nhận của địch về tận Hòa Quý tìm cha của đồng chí Chín để mang thi thể đi chôn cất. Trở về quê hương sau ngày giải phóng, với thân thể không còn lành lặn, sức khỏe suy yếu, bà Sáu sống nhờ vào tiền trợ cấp thương binh của nhà nước, ngày ngày một mình lặng lẽ. Bà khóc thầm với nỗi cô đơn và những ký ức buồn về người cha đã mất và chàng trai du kích, mối tình đầu, đã hy sinh trong kháng chiến. Không ai chọn cho mình con đường đi khó khăn trong cuộc đời và cũng không dễ dàng gì đánh đổi hạnh phúc riêng tư của đời người con gái để bây giờ quạnh quẽ một mình. Tất cả những gì mà bà Sáu đã trải qua cũng chỉ vì độc lập tự do cho quê hương. Và giờ đây, những mất mát đớn đau của bà phần nào đã được bù đắp khi Hòa Hải đã thay da đổi thịt, giống như nguyện ước của bà lúc dấn thân phục vụ kháng chiến. Cuộc sống của bà giờ gắn liền với mảnh đất bà đã chiến đấu, cống hiến, ngày ngày chăm sóc cây cối, gặp gỡ xóm giềng, người thân. Dù cô đơn buồn tủi, nhưng cuộc đời này với bà vẫn thật đẹp, thật ý nghĩa. Những hy sinh thầm lặng của người con gái kiên trung Mai Thị Sáu đã để lại cho bạn cảm nhận như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để đón xem những số phát sóng tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.